kỳ giỏi về năng lực kinh doanh thì năng lực thứ hai bạn phải cực kỳ giỏi về năng lực lãnh đạo. Năng lực lãnh đạo đó là năng lực làm việc với con người, bạn không giỏi những năng lực đó còn bao không bao giờ bạn kinh doanh thành lập thành công đâu. Cái bạn có hình dung ra được không? Chứ không phải là chúng ta chỉ biết mỗi cái chuyên môn xây dựng, chúng ta ra chúng ta làm cao thì chúng ta làm thôi đâu. Các bạn ơi, bây giờ bạn thấy này thú vị không? Để các bạn thấy người chủ với người làm con nó khác không? Nó khác không? Rất nhiều khác. Chúng ta có một phút chia sẻ với người bên cạnh. Các bạn thấy các bạn có những cái năng lực của người chủ chưa? Thấy có hình bóng của người chủ trong con người của mình chưa? Ngay thời điểm này thì hay là đang hình bóng gì ở trong đó? Ok, chúng ta có một phút chia sẻ mỗi bạn. Bắt đầu. Thì một ông giỏi cơ khí với một ông giỏi tiền, cái cuối cùng ao nào có tiền nhiều hơn? Đúng rồi, ông giỏi tiền phải có tiền nhiều hơn, còn ông giỏi cơ khí thì có cái gì? Cái một nhà một đống sắt luôn, các bạn phải không? Chắc chắn rồi. Nhưng chúng ta có được đào tạo để giỏi về tiền không? Từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 em có đào học gì về tiền không? Có cái môn học nào về tiền không? Rồi lên đại học, bây giờ học đến năm mấy rồi? Năm đào thì đang học cái gì? Hiểu luôn. Hiểu ổng đang chứa cái gì trong đầu của ổng luôn. Ổng không có gì về tiền, các bạn có hiện ra được không? Đại học đào một ngành gì ra? Không học một ngành gì luôn. Từ lớp mẫu giáo lên lớp 12 có được học gì về tiền không? Không hiểu luôn. Ok, các bạn có hình dung ra điều không? À, ra cái nhanh nó thú vị lắm. Ok các bạn hình dung ra. Ví dụ mình đi kinh doanh đấy, các bạn có hình dung ra được không? Bây giờ mình ví dụ mình đi kinh doanh đấy, tại sao người chủ họ hay tại sao họ giàu có? Bản chất của việc kinh doanh đó là một cái trò, đó là một cái game. À, mình vô ra. Bây giờ mình ra kinh doanh ghế, mình cái kinh doanh ghế chỉ là cái cớ của mình thôi. Mình kinh doanh một hồi, cái mình sao rồi cái ghế chạy về nhà ao này, tiền chạy về mình, thế là mệt nhọc. Này đúng không? Còn nếu mà mình sao ngồi một đống rau ghế tận nhà mình, thế là mệt nghèo. Các bạn vô ra nào? Các bạn có phải hiện ra nào? Bí mật của kinh doanh nó là chỗ đó đó. Sao ngồi? Ông này ẩu ôm sắt nhà ổng bộ đáo sắt luôn. Mình ôm một đảo tiền luôn thì cái ông ôm tiền là ổng đâu, bởi vì cái ông ôm sáng này ổng muốn chuyển ra thì ổng còn phải cái câu lộn vậy, ổng đê bán thì tức là cái câu lộn gì sao làm sao tiền chạy về ổng sắp chạy về nhà người ta, các bạn hình dung ra được không? Cứ đá qua đá lại một hồi mà ông này ôm đảo nó sẵn lên nó tiền là mệt nhọc. Các bạn thấy đâu đề tu hiểu không? Đó là kênh nhọc. Bí mật kinh doanh nó là chỗ đó. Ok bạn, chứ đừng có nói là tôi tự hào rằng tôi giỏi cơ khí, tôi giỏi xây dựng, tôi giỏi kế toán. Cái hiểu không? Như là người là chủ, họ không nhất thiết họ giỏi về chuyên môn, nhưng mà họ cực kỳ giỏi về thì họ đá ba đá lại rồi, cái họ có một đáo thì đá ba đá lại rồi, họ có một đáo thì cái các bạn đứng đây nào, thú vị không bạn? Nhanh ra đây. Ủa, ba người anh này quá thú vị. Ok mà. Sáng nay bạn tiền ra khỏi túi rồi. Rồi. Sáng nay trong lớp chúng ta ai cũng đã chi tiền ra rồi có. Quá ngạc nhiên luôn, có gì thu vô chưa? Ngạc nhiên luôn, có gì thu vô vô chưa? Thu gì? Còn mấy cái này mà tài. Nhưng mà có tiền trao túi chưa? Tiền là tài khoản. Tiền là tài khoản chưa? Good. Yeah. Quá tuyệt vời. Hả? Thì tùy vợ chồng. Mình tuyệt vời người ta rồi mình mới vậy. Rồi. À các bạn thấy là sáng nay mình có ai sáng không mình á? Có. Mình có chi tiền ra chưa? Có.
Nhưng mà sáng nay mình có tiền cho túi mền chưa? Rồi. Rồi. Lớp mày thôi. Thế nên mình có tiền cho túi rồi chứ? Học phí của lớp này là có không? Hai lớp mày đó. Quá tuyệt vời các bạn nha, 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 nha. Ủa ba mà gửi nặng đây này quá tuyệt vời. Vậy bây giờ chúng ta có một phút chia sẻ. Các bạn thấy điều này nó có khác gì không? Nó có khác gì không? Cũng buổi sáng thức dậy mà nó là thời gian như như nhau. Cũng buổi sáng thức dậy bạn cũng chi tiền mà ngủ. Chi tiền mình không, bạn không làm gì đó, bạn không làm cái gì đó thì ngày đó bạn vẫn chi tiền, có phải như vậy mà. Nhưng một người thì ngày đó chỉ chi tiền và bây giờ bạn tự suy nghĩ thêm, cả một ngày nay bạn không biết làm cái gì để bạn có tiền thu vô, có phải không? Nhưng người khác ngày đó họ vẫn chi quỹ thời gian cũng như các bạn đúng không? Nhưng mà họ lại có cái gì? Họ thu vô mà cái thu vô lớn hơn cả. Chúng ta có một chia sẻ với người bên cạnh, ngày nay bạn có cái gì thu vô? Ok, bye bye.